chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu của tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, IUU là tên viết tắt của các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý, được Liên minh châu Âu ban hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ mọi hoạt động đánh bắt cá dưới các hình thức này. Tính đến nay, đã có 24 quốc gia vùng lãnh thổ bị EU áp dụng hình thức phạt thẻ đối với mặt hàng hải sản khai thác vi phạm. Điều đáng nói là Việt Nam đã chính thức trở thành nước tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á bị Liên minh châu Âu rút thẻ vàng cảnh báo vì vi phạm những quy định nghiêm ngặt này. Thẻ vàng cảnh báo sẽ tác động mạnh mẽ như thế nào đến xuất khẩu hải sản của Việt Nam? Viễn cảnh của ngành hải sản liệu sẽ ra sao khi mà cảnh báo này tăng dần cấp độ và gây nên các hệ lụy nghiêm trọng khác? Đây cũng là những nội dung mà chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần hôm nay sẽ lần lượt làm sáng tỏ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã chính thức đưa ra quyết định phạt thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của IUU. Đây là một quyết định không quá bất ngờ bởi phía EU đã nhiều lần cảnh báo việc đánh bắt trái phép sẽ là nguyên nhân dẫn đến quyết định rút thẻ vàng như hiện nay. Tình trạng khai thác hải sản chưa được quản lý chặt chẽ đã dẫn tới nạn đánh bắt trái phép diễn ra trong một thời gian dài. Do đó, vừa qua Ủy ban châu Âu đã chính thức rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam cũng vì thực trạng này. Trong cái thời gian, trong cái quá trình vừa rồi, 2 năm vừa rồi, người ta cũng đi sâu vào các cái hồ sơ để người ta thấy rằng là các cái hồ sơ của mình chưa đủ. Vì mình sẽ có những cái chuyện là mua bất hợp pháp từ những cái tàu đánh bắt bất hợp pháp. Cho nên đó là lý do mà người ta dựa trên một cái số hồ sơ mà khi người ta mình xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu qua Âu Châu và người ta phát hiện trong những hồ sơ đó chưa có phù hợp. Theo lý giải của phía châu Âu, đến nay hành động của Việt Nam vẫn chưa thể chống lại hành vi đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Những thiếu sót được xác định như thiếu hệ thống xử phạt hiệu quả để ngăn chặn các hoạt động đánh bắt IUU, thiếu hành động để giải quyết các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp được thực hiện bởi các tàu thuyền Việt Nam trên vùng biển của các nước láng giềng, bao gồm cả các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, hệ thống quản lý sản lượng hải sản chế biến trước khi xuất khẩu ra thị trường thế giới của Việt Nam cũng bị đánh giá là nghèo nàn. Do đó, EU cho rằng việc dơ thẻ vàng là một lời cảnh báo, cũng như đề xuất Việt Nam nhìn nhận lại tình trạng IUU và khắc phục những điểm còn hạn chế về chống IUU trong khoảng thời gian hợp lý. Đây là kết quả của quá trình đánh giá cân nhắc mức độ phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cùng với một thời gian dài thảo luận ngoài lề với các cơ quan chức năng Việt Nam. Thực trạng của nghề cá Việt Nam, nghề khai thác thủy sản là đang rất manh mún. Những tàu thuyền nhỏ, chúng ta có số lượng tàu thuyền nhỏ rất là đông, tức là gần 130.000 tàu. Và như vậy là cái lực lượng kiểm soát thì chúng ta rất mỏng, vì kiểm ngư rồi cảnh sát biển chúng ta hiện nay là thực tế là cái lực lượng đó rất ít. Cho nên việc kiểm soát để mà khống chế, để mà ngăn ngừa và để mà trừng phạt những cái vi phạm theo quy định IUU là chúng ta làm chưa tốt. Ngay sau khi quyết định được công bố, đại diện các cơ quan liên quan của Việt Nam cho biết, thẻ vàng theo quyết định của EU ngày 23 tháng 10 vừa qua chưa đi kèm các biện pháp trừng phạt. Theo đó, hoạt động xuất khẩu vẫn được tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, 100% các lô hàng sẽ phải giữ lại kiểm tra nguồn gốc khai thác, thay vì chỉ là khai báo như trước đây. Và cái cảnh báo của EU là thẻ vàng có nghĩa là tất cả các lô hàng hải sản từ khai thác, tôi nói xin nhắn lại là không phải tất cả lô hàng hải sản mà lô hàng từ khai thác biển là phải bị dừng lại để kiểm tra cái nguồn gốc xuất xứ và để kiểm xem nó có phải là nó vi phạm cái quy định IUU hay không. Cái việc cảnh báo nó chỉ là ở cái khía cạnh của vấn đề là liên quan đến vấn đề là cái thủ tục thôi. Chứ còn nó cũng chưa có những cái tác động trực tiếp đến cái vấn đề là xuất khẩu về hải sản của Việt Nam vào châu Âu, ngoại trừ cái việc là chúng ta phải có những cái bộ hồ sơ nó chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn từ phía châu Âu trong cái quá trình khi mà chúng ta xuất khẩu vào châu Âu. Thông tin này đang khiến không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU mà cả ngư dân và người nuôi trồng thủy sản đều lo lắng cho tương lai của ngành hải sản Việt Nam, bởi những thiệt hại sẽ diễn ra ngay sau cảnh báo là không hề đơn giản và nhẹ nhàng. Vâng, thưa quý vị, một trong những lo ngại hàng đầu hiện nay là sau khi thẻ vàng chính thức được phát đi, nếu như những cảnh báo của Liên minh châu Âu không được thực hiện, hoặc chúng ta thực hiện không hiệu quả, thì họ sẽ áp dụng biện pháp thẻ đỏ. Khi đó thì toàn bộ các sản phẩm hải sản của Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường này.
Vậy tương lai của ngành hàng sẽ như thế nào sau hàng loạt các diễn biến không tích cực này? Liệu thị trường quan trọng nhất nhì này của hải sản Việt Nam có thể giữ vững nữa hay không? Đây cũng là nội dung tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây. Là thị trường trọng điểm chiếm gần như tuyệt đối tỷ trọng xuất khẩu hải sản của doanh nghiệp này, giá trị mà EU mang về cho doanh nghiệp vào khoảng 5 triệu đô la Mỹ trên một năm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà Trần Ngọc Tươi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận, tính đến thời điểm hiện tại, giá trị xuất khẩu đã giảm tới 50% và sẽ còn tiếp tục giảm khi Việt Nam bị phạt thẻ vàng từ ngày 23 tháng 10 vừa qua. Việt Nam và bị cái thẻ vàng đó thì coi như về phía doanh nghiệp là coi như thiệt hại lớn, có thể là sẽ rơi vào tình trạng là đóng cửa. Câu chuyện tại thị trường EU của doanh nghiệp này cũng chính là tình hình chung của toàn ngành hiện nay. Theo đó, số liệu thống kê cho biết, mỗi năm, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng hải sản của Việt Nam đạt từ 1,9 đến 2,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, EU chiếm tới 16 đến 17% với giá trị khoảng 350 đến 400 triệu đô la Mỹ trên một năm. Tuy nhiên, ngay khi thẻ vàng của EU được áp dụng, nhiều ý kiến tỏ ra quan ngại rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc gần 400 triệu đô la Mỹ xuất khẩu mỗi năm sẽ không thể bảo toàn như từ trước đến nay, nhất là khi EU đã rút thẻ vàng đối với Việt Nam lại rơi đúng vào thời điểm cuối năm, vốn là mùa cao điểm của xuất khẩu hàng hóa. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, khi này nó sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu triệu việc làm trong toàn bộ cái chuỗi của ngành hàng thủy sản Việt Nam, trong đó đặc biệt là cái hàng mà đánh bắt, khai thác đánh bắt biển. Bởi trong thời gian bị thẻ vàng, tức từ nay đến tháng 4 2018, 100% các container hàng hải sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đều sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, khiến thời gian bị kéo dài, thậm chí có thể tăng từ 3 đến 4 tuần trên một container. Thời gian tăng thêm, các khoản chi phí về lưu kho, thực hiện kiểm tra cũng từ đó tăng theo, mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ là người phải chịu khoản phí đội lên này. Theo tính toán của các doanh nghiệp, chỉ riêng chi phí kiểm tra đã tăng lên khoảng 15 triệu đồng trên một container, chưa kể phí lưu cảng. Đáng lo ngại hơn là một khi bị giữ lại kiểm tra, thì tỷ lệ các container hàng bị từ chối trả lại là khá cao. Minh chứng như Philippines khi bị thẻ vàng của châu Âu đã có đến 70% số container bị trả về và tổn thất có thể lên đến 270 triệu đồng trên một container. Do đó, thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu hải sản của doanh nghiệp Việt Nam. Thì cái việc dừng lô hàng lại ở cửa khẩu để kiểm soát, nó kéo dài cái thời gian thông quan và nó làm chúng ta phải trả nhiều phí ở cảng hơn. Và nếu mà lô hàng nó bị trả về thì câu chuyện thiệt hại thật là khủng khiếp, là bởi vì nó ứng với một thiệt hại rất là lớn. Không chỉ vậy, điều mà các doanh nghiệp lo ngại nhất là tác động lâu dài của cảnh báo này, bởi khách hàng sẽ rất e ngại với sản phẩm của những quốc gia bị phạt theo quy định của IUU. Tên của quốc gia bị cảnh báo cũng sẽ được đăng tải công khai trên các tạp chí và website chính thức của EU. Điều này dễ dàng nhận thấy là sẽ làm xấu đi hình ảnh, uy tín và thương hiệu của ngành hải sản Việt Nam, chứ không dừng lại ở lượng ngoại tệ mang về cho quốc gia. Hơn nữa, nó là cái uy tín của mình, chứ không phải không chỉ là tỷ trọng giá trị bao nhiêu đâu, mà là cái việc thẻ vàng và nếu là thẻ đỏ nữa thì cái uy tín của mình giảm rất nghiêm trọng. Nó chứng tỏ về khả năng chấp hành những cái quy định quốc tế của chúng ta là chưa đủ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là giai đoạn cảnh báo. Tác động nghiêm trọng mà ngành hàng sẽ phải gánh chịu chính là giai đoạn thẻ vàng chuyển thành thẻ đỏ sau 6 tháng tới. Theo đó, nếu các cảnh báo của EU không được thực hiện hoặc triển khai không hiệu quả, EU sẽ giơ thẻ đỏ. Lúc đó, thị trường này sẽ cấm hoàn toàn hải sản đánh bắt của Việt Nam. Mất đi thị trường châu Âu, các thị trường khác cũng sẽ có cơ hội để áp đặt các biện pháp thương mại đối với hải sản của Việt Nam. Điển hình là thị trường Mỹ và Nhật Bản cũng đã phát ra những tín hiệu rằng sẽ ngừng nhập khẩu thủy sản đánh bắt của Việt Nam khi EU giơ thẻ đỏ. Và trong thời hạn 6 tháng này, mà động thái của Việt Nam không có những hành động khắc phục để cho bên phía bạn Liên minh châu Âu thấy được là cái nỗ lực của chúng ta một cách cố gắng hết mình để họ gỡ bỏ thẻ vàng mà tiếp tục cảnh báo mức độ sâu hơn là thẻ đỏ, thì chắc chắn rằng là rất là nguy hại. Đây là rất là lo ngại, tại vì khi mà ở châu Âu không cho chúng ta nhập vào thì các nước lân cận sẽ cũng không cho chúng ta nhập vào luôn. Thì cái đó là một cái sự gọi là bế tắc của các doanh nghiệp Việt Nam. Đó sẽ là thảm họa. Bởi vì nếu EU mà dừng cái nhập khẩu hải sản 2 tháng
thì các thị trường khác người ta cũng chung cái quan niệm như vậy. Thí dụ như thị trường Mỹ hay là thị trường Úc thì người ta sẵn sàng là cũng có những động thái tương tự, thì thực sự đó là một cái tai họa đối với ngành khai thác thủy sản Việt Nam. Ảnh hưởng vụ việc chưa hẳn đã dừng lại ở EU. Thực tế là tiếp sau EU, thị trường hải sản lớn thứ hai của Việt Nam là Mỹ cũng đang chuẩn bị áp dụng các quy định IUU thông qua chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản vào Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2018. Theo đó, Mỹ sẽ tăng cường giám sát việc khai thác và nhập khẩu đối với 13 loại thủy hải sản. Sự việc này cũng đang là một áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản. Ngoài ra thì ngoài Âu Châu còn có những cái thị trường Mỹ hoặc những thị trường khác, người ta sẽ đưa tới những cái điều kiện về cái IUU. Đúng là cái việc này cũng là một cái việc mà chúng ta phải, cũng không phải là có nghĩa là nó nhẹ hơn hay là nó dễ dàng hơn, mà chúng tôi theo đúng tôi đánh giá đây là một vấn đề nó sẽ khó khăn hơn. Bởi vì vấn đề cái quan trọng là chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về những cái khai báo của mình, về các cái sản phẩm mà nó có yếu tố IUU hoặc là các vấn đề liên quan đến gian lận ở trong cái quá trình là về nguồn gốc. Do đó, nếu Việt Nam không nghiêm túc thực hiện các quy định về IUU của EU thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hệ lụy khôn lường. Theo đó, các chuyên gia dự báo rằng tương lai gần của ngành hải sản Việt Nam sẽ không mấy khả quan với hàng loạt những nguy cơ tụt mất thị trường. Theo bài học của các nước bị thẻ vàng trước đây thì hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ được EU gỡ thẻ vàng phải mất thời gian từ 1 đến 2 năm. Riêng Thái Lan đã 3 năm vẫn chưa được gỡ thẻ vàng. Điều này đặt ra một thách thức không hề nhỏ, đòi hỏi Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều và hoàn thiện nhanh nhất có thể các yêu cầu về IUU để EU có thể đưa về thẻ xanh trong thời gian ngắn nhất. Vậy quan điểm của những người trong ngành là như thế nào? Việc cần làm ngay bây giờ là gì để cứu vãn tình thế khó khăn này? Sau đây là những ghi nhận của phóng viên VITV trả lời cho những câu hỏi vừa đặt ra. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vấn đề nằm ở chính phủ Việt Nam đưa ra những biện pháp có đủ mạnh hay không để trong thời gian ngắn dỡ bỏ được thẻ vàng. Điều đầu tiên là xét tới khung pháp lý của Việt Nam phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi thủy sản. Tôi nghĩ rằng phải tham vấn đầy đủ các bên liên quan, bao gồm chia sẻ thông tin, văn bản của luật thủy sản cho Liên minh châu Âu và Tổng cục Nghề cá Ủy ban châu Âu. Bởi nếu Quốc hội Việt Nam thông qua mà văn bản không đáp ứng được yêu cầu quốc tế, thì sẽ quá muộn để chúng ta có thêm thay đổi nào nữa. Cái việc mà các doanh nghiệp phải tự mình điều tiết các cái công việc làm sao mà cho nó phù hợp với các loại giấy tờ của IUU yêu cầu. Ví dụ như các cái hồ sơ cho về CC, các cái hồ sơ về thủ tục xuất khẩu, thì như vậy là nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch và không được mua từ những cái tàu thuyền mà đánh bắt bất hợp pháp, hoặc là các cái hồ sơ hàng hóa mà nếu mà chủ tàu họ không có đầy đủ hồ sơ thì mình cũng không mua. Thì thật ra cái đó là phải trung tâm nội bộ của tất cả các doanh nghiệp và của ở cộng đồng của Việt Nam, và trong đó phải cái người mà đứng đầu là thuộc về chính phủ. Bản thân doanh nghiệp của mình thì một doanh nghiệp thì cũng không làm được chuyện gì, và cái đó phải thuộc về và chính phủ phải chủ trương những chính sách từ người đánh bắt cho tới người sản xuất. Yêu cầu đầu tiên về nhận thức của chính phủ, của cơ quan chính phủ, rồi đến người cơ quan quản lý địa phương, rồi đến người ngư dân. Cái đó là chính. Và cái điều mà chúng ta phải nói là nhận thức đó phải được cái sự kiểm soát của cộng đồng. Cái sự kiểm soát cộng đồng là mạnh hơn cái sự kiểm soát chính phủ, nhưng chúng ta đã không có cơ chế để mà thúc đẩy phát triển cái kiểm soát cộng đồng lên. Do vậy mà chúng ta dựa hoàn toàn vào sự kiểm soát của lực lượng chính phủ, mà nó sẽ là không có chính phủ nào đủ sức kiểm soát toàn bộ. Thứ hai nữa là những hành động thực tế, lực lượng kiểm soát phải được tăng cường. Hiện nay thì về phía Hiệp hội VASEP thì cũng đang nỗ lực cùng với phía chính phủ và cụ thể là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy sản để mà rà lại tất cả các vấn đề liên quan hiện nay chúng ta đang cần phải tập trung những cái điểm nào để trên cơ sở đó nó có thể là
chứng minh với châu Âu rằng là chúng ta đang cải thiện cái điều kiện và các vấn đề liên quan, để trên cơ sở trong cái đợt xem xét lần tới sau 6 tháng thì chúng ta có thể là bảo đảm được cái việc là đáp ứng các cái yêu cầu về vấn đề IUU của châu Âu. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.